có một trò chơi phiêu lưu hành động xoay quanh chủ đề tội phạm đã trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Người chơi có thể cướp bóc trấn lột mà không gặp bất kỳ sự ngăn cản nào, cướp bất cứ chiếc xe nào mà mình thích, hay là có thể nổ súng bắn bất kỳ ai thấy ngứa mắt, cùng lắm là hẹo, sống lại tiếp tục muốn làm gì thì làm. Nhưng nam chính của chúng ta thực sự là một NPC khá là bình thường, và cũng là nhân vật không phải người chơi được chương trình máy tính thiết lập sẵn. Tên của nam chính là Guy, đang sống trong bộ căn hộ độc quyền của trò chơi nhập vai. Guy không biết mình chỉ là một chương trình trong trò chơi đó, và cũng không có bất kỳ phiền não hay mối lo nghĩ nào cả. Sau đó thì Guy lại đi làm với người bạn thân nhất của mình, Buddy. Đương nhiên, Buddy cũng là một NPC. Trong trò chơi này, chỉ có người đeo kính mới là người chơi, người không đeo kính râm là một NPC. Những NPC này cũng giống như Guy, nói những câu giống nhau và làm những việc giống nhau mỗi ngày theo chương trình đã định. Sự khác biệt duy nhất là họ gặp phải tất cả các loại người chơi bạo lực mỗi ngày. Ở ngân hàng nơi Guy làm việc, việc bị người chơi cướp hàng trăm lần mỗi ngày là chuyện thường tình. Guy thậm chí đã quá quen với nó. Khi bị bắt, anh đã nói với Buddy về việc muốn tìm một người phụ nữ chân mệnh thiên tử của đời mình. Thoải mái kiểu này đúng là quá xem nhẹ bọn cướp. Đáng tiếc là Guy không được lập trình để có vợ, thậm chí đến người yêu anh cũng không được phép có. Cũng không biết là cứ như thế mà qua bao lâu, cho đến một hôm, Guy gặp một nữ game thủ gợi cảm trên đường. Anh đã bị thu hút bởi cô nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên, nghĩ rằng đây là người con gái của đời mình mà anh đang tìm kiếm. Buddy nhắc nhở anh rằng họ không thể gây rối với những người đeo kính, nhưng Guy nhất quyết không chịu nghe, lập tức đuổi theo cô nàng để bắt chuyện. Nhưng nào ngờ, Guy không hẹo mà nhanh chóng quay về căn chung cư của mình. Mà ở thế giới thực, nữ game thủ này cũng rất xinh đẹp, tên là Millie. Nhưng vì quán cà phê đóng cửa nên không có wifi, Millie đành phải thoát game. Lần này, khi đến quán cà phê, anh đã gọi một ly cappuccino. Kết quả là người chơi lái xe tăng nghĩ rằng anh không phải là NPC nên muốn nổ súng. Guy sợ đến nỗi vội vã khoác lên mình bộ dạng trước đây. Khi đến ngân hàng làm việc, không ngoài dự kiến, bọn cướp lại xuất hiện. Nhưng lần này Guy đang mất kiên nhẫn. Thật trùng hợp, Millie đã online và vào game. Đi ngang qua ngân hàng, Guy gặp lại nữ thần, bỗng nảy ra ý tưởng táo bạo, nếu anh đeo kính thì liệu có thể hẹn hò với nữ thần không? Thế là anh lập tức đứng dậy muốn giật kính của tên cướp, nhưng lại bị đối phương oánh cho một trận tơi bời, đến nỗi sụn mũi cũng suýt rơi ra. Trên thực tế, người chơi điều khiển tên cướp là một cô gái, có thể là do kỹ thuật chơi cũng hơi non. Guy dù bị thương cũng bắt lấy cơ hội và giật lấy chiếc kính, cũng tiện tay bem luôn tên cướp. Tất cả các NPC có mặt đều ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngừa, đây là điều chưa từng xảy ra trước đây. Guy nóng lòng muốn chạy ra khỏi ngân hàng và đeo kính vào. Trong phút chốc, cả thế giới trở nên khác bọt hẳn, nó giống như mở cánh cửa đến một thế giới mới. Pháo bằng máy bay đang vù vù trên đầu, các biểu tượng ảo nổi xung quanh, đề xuất các nhiệm vụ, hiển thị cả lượng tiết canh cũng như lượng đạn. Ngoài ra còn có một túi y tế trước mặt anh, khi tháo kính ra tất cả chúng lại biến mất. Sau khi đeo vào thì xuất hiện trở lại. Anh tò mò sờ túi y tế, ngay lập tức cảm thấy sảng khoái. Tất cả những vết thương trên cơ thể cũng biến mất hoàn toàn. Lúc này, một người chơi tân binh vô tình ngã rồi hẹo luôn tại chỗ. Đã vậy còn làm rơi một ít tiền dùng trong game. Guy bước tới và vươn tay vơ lấy. Số tiền của anh ngay lập tức tăng vọt. Có tiền, cuối cùng anh cũng có thể mua đôi giày thể thao yêu thích. Những hình ảnh này thì bình thường trong mắt người chơi, còn Guy thì thấy thật thần kỳ. Anh cho rằng đây chắc chắn là chiếc kính ma thuật, nhưng vui vẻ chưa được mấy hồi, anh nhân viên điều hành trò chơi Ki nhanh chóng phát hiện ra sự bất thường. Kính của một người chơi thế mà bị đánh cắp, nhưng Ki không tin được đó là do một NPC làm ra. Anh cho rằng máy chủ game bị hacker đột nhập nên mới thế. Thế là lập tức tham gia trò chơi với đối tác của mình, Mouser, và tìm thấy Guy. Vui lòng bỏ qua skin game của Mouser nha quý vị. Cả hai dọa Guy hiện nguyên hình và tuân thủ pháp luật, nếu không thì sẽ hóa vàng anh. Trong trò chơi này, nếu bạn bị quản trị viên bem, bạn sẽ bị cấm vĩnh viễn. Nhưng Guy lúc đó ngơ ngác, không thể hiểu hai người đang nói về điều gì. Cũng vì thế mà sự hiểu lầm giữa hai bên ngày càng lớn hơn. Kết và Mouser không nhì nhằng nữa, rút súng ra tấn công Guy. Guy hoảng loạn bỏ chạy vào một tòa nhà đang xây dựng. Trong tuyệt vọng, anh phát hiện ra rằng đôi giày thể thao mới của mình có chức năng tăng cường khả năng nhảy. Anh lên được đỉnh tòa nhà chỉ bằng một cú nhảy nhẹ. Hai quản trị viên cũng mất kiên nhẫn và trực tiếp bật chế độ cao nhất. Theo tôi thấy thì chế độ này rất vô vị, như thể vô tích sự ấy. Cuối cùng, vì thiếu kinh nghiệm nên Guy đã bị bem bởi Ki và chiếc xe của anh ta. Nhưng dù sao đi nữa thì Guy cũng chỉ là một NPC, cho dù có bị ai bem thì cũng không thể bị khóa tài khoản. Anh nhanh chóng tỉnh lại trong căn hộ của mình. Ki cũng ngạc nhiên khi thấy rằng không có thay đổi về số lượng người chơi trực tuyến. Anh lập tức nhận ra rằng chuyện không đơn giản như vậy. Trên thực tế, Ki không chỉ là một bậc thầy trong làng game thủ, mà anh còn một nhà phát triển trò chơi. Người chơi tên Millie trước kia là cộng sự cũ của anh. Cả hai đã hợp tác để tạo ra một trò chơi mang tên Life is Self. Millie chịu trách nhiệm phát triển engine trí tuệ nhân tạo giúp NPC trong game trở nên thông minh. Ki phụ trách mô hình hóa và đa dạng hóa trò chơi. Nhưng trước khi trò chơi được phát hành thì thành phố tự do đã ra đời. Không chỉ cướp đi độ nhận diện của họ, mà họ nhận ra thành phố tự do có rất nhiều điểm giống với trò chơi của mình. Ngay cả các mã code cũng được sao chép, nhưng họ không có bằng chứng. Còn Tsunami
nhà phát triển thành phố tự do, cũng nói rằng mình hoàn toàn không ăn cắp ý tưởng. Thế là công cuộc startup của cả hai đã thất bại, và Kỳ đã chọn tiếp tục sự nghiệp khi làm việc ở công ty của Tsunami. Millie không chịu nên trở thành người chơi của thành phố tự do, cố gắng tìm bằng chứng về việc Tsunami ăn cắp ý tưởng. Sau những nỗ lực không mệt mỏi, cuối cùng cô cũng tìm ra manh mối. Nhưng manh mối này đã bị một người chơi giấu vào trong nhà, và nhà của anh ta được nhiều nhân viên bảo vệ NPC với vũ trang mạnh mẽ. Millie định nhân lúc nửa đêm lẻn vào, nào ngờ Guy xuất hiện đúng lúc này, nên các nhân viên bảo vệ đã hoảng hốt và Millie phải rút lui trước. Guy cũng đi theo và đến kho vũ khí riêng của Millie. Anh nói rằng mình muốn kết bạn với cô. Thế nhưng nhân vật của Millie đã ở cấp 195, trong khi Guy vẫn là một tân binh cấp 1. Millie nghĩ rằng Guy là người chơi quá gà, nói rằng đợi khi nào đạt được cấp 100 thì hẵng tán tỉnh mình. Trong trò chơi, cấp tiêu diệt và phá hủy có thể được nâng cấp hoặc có thể kiếm điểm kinh nghiệm bằng cách trở thành một người tốt. Thế là Guy bắt đầu con đường nâng cấp và chiến đấu với quái vật để theo đuổi nữ thần. Anh tốt bụng, không muốn tiêu diệt và phóng hỏa, vậy nên anh đã trở thành người chơi kỳ lạ nhất trong trò chơi, thăng cấp bằng cách trừng phạt cái ác và thúc đẩy cái thiện. Đương nhiên, quá trình này không suôn sẻ là mấy, vì trước đây không có người chơi nào là người tốt trong trò chơi này cả. Nhưng ngạc nhiên là cách này lại thăng cấp nhanh đến chóng mặt, còn nhanh hơn bất kỳ người chơi nào. Hơn nữa, cách làm của Guy cũng ảnh hưởng đến bầu không khí của trò chơi, dần dần trở thành một huyền thoại ở thành phố tự do. Trên thực tế, phần lớn người chơi đã suy đoán về danh tính thực sự của anh. Ki, người điều khiển trò chơi, lại một lần nữa chú ý đến Guy, nhưng Ki không thể tìm thấy ID trò chơi của Guy. Thử nghĩ mà xem, thực hiện những chuyện bất thường như vậy lại là một NPC sao, tin được không? Guy không mất nhiều thời gian để đạt đến cấp 102. Cùng lúc đó, khi Millie vượt qua được lần thất bại trước đó, cô đã phải nhờ Ki giúp đỡ mình. Ki gõ liên tục vào bàn phím, Millie dễ dàng qua mặt nhân viên bảo vệ, thành công lẻn vào nhà để xe của người chơi. Thật trùng hợp người chơi đó đi làm nhiệm vụ cướp và không có ở nhà, Millie cũng lấy được manh mối. Nào ngờ, hệ thống báo động đã được kích hoạt và một vài nhân viên bảo vệ đã xuất hiện trong nhà để xe. Millie vội vàng tránh và vô tình làm rơi manh mối xuống đất. Đúng lúc này, Guy lái chiếc mô tô của mình xuyên qua bức tường. Chỉ trong vài ngày, NPC này không còn như xưa nữa. Sau đó càng có nhiều nhân viên bảo vệ bước ra, nhưng với sự hậu thuẫn uy tín của Guy, Millie nhanh chóng thoát khỏi vòng vây. Cả hai chạy xe máy kẻ trước người sau, tăng ga lao ra ngoài. Sau đó, họ lại lấy ra chiếc dù lượn trợ lực thành công trốn thoát. Ngầu thì có ngầu, nhưng tiếc là vẫn chưa thu được manh mối. Trong khi đó, hành động vì công lý của Guy đã khiến thành phố tự do trở nên rất hot trong thời gian gần đây. Guy cũng đã trở thành một người nổi tiếng bí ẩn trên Internet trong mắt công chúng. Tsunami dự định ra mắt phiên bản thứ hai của thành phố tự do và tạo một phiên bản nâng cấp của Guy để bắt kịp độ hot. Mặc dù còn nhiều lỗi ở phiên bản đầu tiên chưa được sửa và nhận về rất nhiều lời phàn nàn từ người chơi, nhưng Tsunami không thèm quan tâm. Dù sao, anh ta muốn coi người chơi là những kẻ ngốc. Ở một diễn biến khác, Guy đưa Millie về kho riêng của mình. Millie thấy mà phải sửng sốt, cô nghi ngờ rằng Guy là nội gián của công ty trò chơi, bằng không làm sao có thể thăng cấp nhanh như vậy được. Nhưng Guy nói rằng anh chỉ muốn được gần gũi với cô mà thôi. Khung cảnh thay đổi và Guy đến một bãi biển với Millie. Phong cảnh ở đây rất đẹp và yên bình, không có bất kỳ người chơi bạo lực nào, bởi vì không có điểm nhiệm vụ cướp ở đây. Hai người cùng nhau ăn một cây kem, sau đó đu trên xích đu và đi dạo cùng nhau. Guy đột nhiên nói rằng mình muốn hôn Millie. Millie ngây ra, điểm mấu chốt là trò chơi này không có chức năng hôn, vì vậy cô cũng không suy nghĩ nhiều mà đồng ý. Nào ngờ, Guy lại tạo nên một màn hôn lưỡi bá đạo. Ở phía bên kia, Ki đã tìm thấy một thứ tuyệt vời. Mã chương trình của các NPC khác chỉ là một vài trang, nhưng khi bọn họ nhấp vào mã của Guy, Ki cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Các NPC ở thành phố tự do đang tự phát triển, dần dần trở nên có linh hồn và biết suy nghĩ. Rõ ràng đây không phải là kiệt tác của Tsunami, bởi vì mã duy nhất cho phép các NPC tạo ra nhận thức về bản thân này được phát triển bởi Ki và Millie. Thế là anh vội vã thu dọn đồ đạc để tìm Millie và nói cho cô biết sự thật. Dạo gần đây, Guy trở nên nổi tiếng khắp Internet vì là người chơi mà là một NPC, và các NPC khác cũng có dấu hiệu thức tỉnh. Không, không thể nào, tôi biết điều đó. Không, 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 là thật đó, sự thật là vậy. Không, tôi để anh ta hôn mình rồi. Tóm lại, khi biết mã gõ bằng tay của mình tạo ra sự tự nhận thức, hai người vẫn rất hào hứng. Nhưng ngay sau đó họ nhận ra có gì đó không ổn, và thành phố tự do 2 sẽ ra mắt sau 48 giờ nữa. Khi đó, phiên bản đầu tiên sẽ tắt hoàn toàn máy chủ và tất cả các mã cũng sẽ bị xóa, đồng nghĩa với việc Guy và toàn bộ thành phố tự do sẽ biến mất. Bây giờ chỉ có một cách để giữ mã của Guy lại, đó chính là tìm bằng chứng Tsunami ăn cắp càng sớm càng tốt, để có thể hoàn toàn lật đổ Tsunami. Thời gian không còn nhiều, Millie bắt đầu hành động nhanh chóng. Cô quay lại trò chơi và tìm Guy, nói cho anh biết sự thật tàn khốc. Mọi thứ ở đây chỉ là một trò chơi điện tử mà thôi, cả thành phố này đều là giả tưởng. Guy chẳng khác gì một NPC trong trò chơi này cả, và anh được thiết lập để giải trí cho người chơi. Đó là lý do tại sao Guy không bao giờ có thể rời thành phố tự do. Nhưng bây giờ tình hình đã khác đi, Guy đã có tư tưởng của riêng mình. Millie hy vọng Guy có thể hợp lực với mình để cứu toàn bộ thế giới trò chơi, nếu không trong 2 ngày nữa nơi này sẽ không còn tồn tại. Tuy nhiên, Guy đã rất đau khổ khi biết mình chỉ là một nhân vật hư cấu. Đây là lần đầu tiên anh gặp rắc rối với tư cách là một NPC, khó khăn lắm anh mới tìm được một nửa mảnh ghép đời mình.
mà giờ đây người ấy nói với anh rằng họ không thuộc về cùng một thế giới. Guy cảm thấy mình như gã hề, anh đau lòng đến bãi biển một mình và không thể tin vào sự thật đó, bèn ném một hòn đá đi. Đúng vậy, đây là biên giới của bản đồ trò chơi, không có lối thoát, bất lực, không còn cách nào khác. Guy đành tìm đến người bạn bắt đi để chút bầu tâm sự. Nếu mọi thứ xung quanh anh, kể cả bản thân anh đều là giả thì anh sẽ làm gì? Bắt đi nói với anh rằng cho dù thế giới này là giả, nhưng giờ này phút này việc tôi muốn giúp anh là thật 100%. Guy cảm thấy giác ngộ sau khi nghe được câu nói này, anh lập tức quyết tâm giải cứu thế giới trò chơi. Sau đó, anh dẫn theo bắt đi đột nhập vào nhà để xe của người chơi. Anh em đừng thắc mắc sao họ vào được, làm NPC bao nhiêu năm cũng không phải là vô dụng, vậy nên đã quá quen thuộc với nhân viên bảo vệ. Nhưng lần này rất tiếc người chơi đã không làm nhiệm vụ, nên hai người đã bị phát hiện nhanh như chớp. Ai mà có ngờ, game thủ này lại là fan cứng của Guy. Vừa gặp được Guy là anh ta đã nhiệt tình, bảo rằng muốn lấy gì thì lấy. Vậy là Guy đã thành công có được manh mối mà Millie muốn. Manh mối là một video trò chơi. Hóa ra game thủ này thích tìm các lỗ hổng trong game. Có một lần, anh ta vô tình bước ra khỏi bản đồ trò chơi, nhìn thấy những thứ tuyệt vời ở đó. Thế là tiện tay quay video lại, không chần chừ thêm nữa, Guy nhanh chóng lấy video và đi tìm Millie. Nhưng điều mà anh không biết được là, tại thời điểm này trong thế giới thực, Guy đã trở thành tâm điểm của các trang mạng lớn. Người chơi coi anh như thần tượng, thành phố tự do cũng trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới hơn bao giờ hết vì Guy. Nhưng Tsunami thì không vui chút nào. Nếu điều này tiếp tục thì còn ai quan tâm đến thành phố tự do hai nữa. Kỳ đã nói với anh ta sự thật rằng Guy là một NPC, họ không thể làm gì được anh. Tuy nhiên, Mouser đề xuất rằng có thể trực tiếp khởi động lại máy chủ. Theo cách này thì tất cả các mã trong trò chơi sẽ được khôi phục về cài đặt gốc. Guy cũng trở lại thành một NPC bình thường. Khi Tsunami nghe thấy điều đó, anh ta ngay lập tức yêu cầu người của mình khởi động lại máy chủ. Lúc này, Guy và Millie đang cùng xem video. Nội dung của video là một thiên đường. Millie nhìn thoáng qua đã nhận ra đây là khuôn mẫu của Light Excel. Điều đó có nghĩa là Tsunami đã sao chép trò chơi của họ. Guy cũng nói rằng anh đã nhìn thấy nơi này, nhưng đột nhiên máy chủ khởi động lại. Tất cả người chơi buộc phải đăng xuất. Thành phố tự do ngay lập tức khôi phục cài đặt bắt đầu. Video duy nhất có thể hạ gục Tsunami đã biến mất không có cách nào tìm được. Guy trở lại thành NPC ngốc nghếch khi máy chủ khởi động lại. Millie nóng lòng đi tìm anh. Video đã biến mất, giờ đây Guy là niềm hy vọng duy nhất của cô. Nhưng Guy không nhớ ra Millie là ai hết. Điều này khiến Millie cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Ngay sau đó, Ki nhanh chóng gửi cho Millie một email. Khi Millie mở ra thì thấy có một bản video. Trong video, Ki giải thích rằng trí nhớ của Guy chưa bị xóa, nó chỉ tạm thời bị khóa lại mà thôi. Theo như phỏng đoán của Ki, lúc trước là do Guy gặp Millie nên mới đánh thức bên trong. Millie đã khiến mã chương trình của Guy trở nên phức tạp, vậy nên nếu bây giờ Millie quay lại thêm lần nữa thì Guy có thể tỉnh lại được. Guy ở đây đang đến làm việc tại ngân hàng như thường lệ. Không ngoài dự kiến, có một người chơi khác đến cướp, nhưng lần này người đó chính là Millie. Cô bắt Guy làm con tin và đưa anh đến một con hẻm vắng vẻ. Đầu tiên là bắt anh phải đeo kính vào. Sau đó, Guy cảm nhận được thế giới trò chơi một lần nữa, nhưng anh vẫn không thể nhớ Millie là ai. Thế là Millie bước đến đặt nụ hôn lên môi anh. Thời gian dường như đứng yên tại thời điểm này, mã chương trình của Guy lại trở nên phức tạp. Anh cuối cùng cũng nhớ ra mọi chuyện, không chần chừ gì nữa, anh đưa Millie về căn hộ của mình. Trên những cánh cửa chớp mượt mà thiên đường thực sự được phản chiếu. Hóa ra trò chơi mô hình hóa cuộc sống luôn ở đây, nhưng nó vừa bị Tsunami ẩn khỏi bản đồ thành phố tự do. Sau khi Millie báo tin này cho Ki biết, Ki quyết định xây dựng một cây cầu bắc qua biển ở biên giới của trò chơi, dẫn thẳng đến thảo nguyên bên ngoài. Cùng lúc đó, Guy tập hợp tất cả các NPC lại với nhau và đã có một bài phát biểu đầy nhiệt huyết. Mặc dù các NPC không thể hiểu Guy đang nói gì, nhưng kinh ngạc là họ đã chịu đủ việc bị người chơi hành hạ, nên quyết định tấn công tập thể để thay đổi thế giới đầy bạo lực này. Trong vô thức, tất cả các NPC đều được đánh thức như Guy. Họ trốn trong quán cà phê để ngăn người chơi tìm thấy mình. Điều này khiến toàn bộ thành phố tự do trở thành một thành phố ma. Guy và Millie lái chiếc xe thể thao bản giới hạn đến biên giới bản đồ. Tsunami đã rất tức giận sau khi nhìn thấy cảnh này, ra lệnh cho người của mình ngăn chặn họ bằng mọi giá. Và thế là bọn chúng kích hoạt chế độ mạnh nhất God Mode, muốn lợi dụng trò chơi để ép Guy và Millie vào chỗ cụt. Thấy đường càng ngày càng hẹp, vào thời điểm quan trọng, Ki đã bí mật nhập một chuỗi mật mã. Một con dốc đột nhiên mọc lên trước mặt hai người. Cuối cùng, họ đã trốn thoát thành công nhờ sự trợ giúp của con dốc đó. Nhưng nó cũng khiến Tsunami phát hiện ra rằng Ki đã giở trò, lập tức cho Ki một vé nghỉ việc rất dứt khoát. Nhưng Ki nào có thèm quan tâm. Trước mặt Tsunami, anh nhấn phím Enter bằng ngón giữa. Ngay sau đó, một cây cầu vượt biển được dựng lên ở biên giới của trò chơi. Tsunami không can tâm và để không bị vạch trần vụ bê bối, anh ta ngay lập tức ra lệnh cho đàn em khiến tất cả người chơi phải offline và bắt đầu kế hoạch cuối cùng. Đút lệnh cho tên này làm mọi thứ có thể để ngăn Guy băng qua cầu. Ngay lập tức tất cả người chơi trong trò chơi biến mất. Millie ngồi trước máy tính cảm thấy lo lắng. Hy vọng cuối cùng giờ đây đều dựa vào Guy và Ki đã bí mật nhập một loạt mã trước khi rời đi, chuyển tất cả người chơi sang chế độ khán giả để họ chứng kiến sự thật rằng Tsunami là một tên ăn cắp. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có một anh chàng giống hệt Guy xuất hiện trong game, nhưng lại cũng không giống lắm. Anh ta chính là Đút, là phiên bản chưa hoàn thiện của Guy được phát triển cho thành phố tự do 2. Hóa ra Tsunami thực sự đã tạo ra một phiên bản nâng cấp của Guy. Trước khi Guy kịp phản ứng, Đút đã xông đến và cho anh một cú thật đau.
theo, nhưng đừng quên Guy không phải là NPC bình thường. Anh lập tức đeo kính vào, sử dụng các đạo cụ trò chơi khác nhau để phản công điên cuồng. Tuy nhiên, Dude có làn da thô ráp và thịt dày, ngay cả khi không có đạo cụ trong trò chơi, xét về sức mạnh, Dude hoàn toàn có thể đè bẹp Guy. May mắn thay, Buddy đã đến đúng lúc. Với sự giúp đỡ của Buddy, Guy đã nảy ra một ý tưởng, đó là cứ lao đến đeo kính vào cho Dude. Ngay tức khắc, Dude như mở ra cánh cửa đến một thế giới mới. Anh ta vui vẻ chạy đến đó, và Guy cũng đặt chân thành công lên cây cầu vượt biển cùng Buddy. Nhưng nào ngờ, đúng lúc này, Tsunami đã thực hiện một động thái điên rồ. Anh ta bắt đầu phá hủy các máy chủ của thành phố tự do, khiến toàn bộ mô hình trò chơi bắt đầu biến mất dần. NPC thì vội vàng chạy trốn trên bản đồ. Cùng lúc đó, cây cầu vượt biển cũng đang bị sập. Buddy tụt lại phía sau khi đang không để ý. Cây cầu bị sập khiến anh không thể đuổi kịp Guy, nhưng Buddy không sợ chút nào. Ngược lại, đây là ngày hạnh phúc nhất của anh trong thế giới trò chơi. Trước khi biến mất, Buddy còn bảo Guy đừng dừng lại. Cuối cùng, vào giây phút cuối cùng khi cây cầu biến mất, Guy cũng đã qua cầu thành công và đến được thảo nguyên bên ngoài thế giới. Người chơi trên toàn thế giới đã thấy cảnh này, rằng Tsunami đã ăn cắp ý tưởng của người khác. Đây là một thực tế không thể chối cãi. Sau đó, Millie đi đến trước mặt Tsunami. Tsunami không còn gì để nói, nhưng anh ta vẫn không can tâm, còn dọa sẽ hủy toàn bộ dữ liệu game. Millie không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện một thỏa thuận dường như không công bằng với anh ta. Anh có thể tiếp tục tạo thành phố tự do 2 và 3 của mình. Tôi cũng không cần đến toàn bộ lợi nhuận, nhưng tiền đề là phải trả lại cho tôi mã trò chơi. Tsunami đồng ý một cách dứt khoát. Kết quả là, Live Excel do Millie và Ki tạo ra vừa được tung ra thị trường. Thành phố tự do đã vắng tanh như chùa Bà Đanh. Live Excel không bạo lực như thành phố tự do. Ở đây người chơi có thể chung sống hòa bình với các NPC, và nơi đó cũng cực kỳ xinh đẹp. Millie đã tạo nên kết hợp hoàn hảo giữa thành phố và xứ sở thần tiên. Hãy để mọi cảnh của trò chơi đều có thể làm hình nền của màn hình máy tính. May mắn là mã của Buddy không bị biến mất. Chẳng mấy chốc anh đã quay về với Guy. Nhưng tiếp theo Millie phải đối mặt với một sự lựa chọn khó khăn. Cô và Guy không thuộc về cùng một thế giới, nên họ không thể ở bên nhau. Nhưng Guy nói anh yêu cô thật ra là vì đó là cách anh được lập trình. Vậy nên anh không chỉ là một NPC mà còn là một bức thư tình gửi cho Millie. Người tạo ra anh chắc chắn đang ở đâu đó trong thế giới thực. Millie đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Làm gì còn ai khác là nhà sáng lập của trò chơi này ngoài cô và Ki đâu? Hóa ra ban đầu Ki muốn làm cho các NPC trở nên thật hơn, và thế là anh đã tạo ra Guy dựa trên tình cảm của mình với Millie. Người trong mộng của Guy cũng là người trong mộng của Ki. Bức thư tình lãng mạn nhất được viết bởi một lập trình viên. Không ngoài dự đoán, những người yêu nhau thường sẽ về bên nhau. Tin tốt là câu chuyện không kết thúc ở đó, nhưng nó sẽ được tiếp tục ở phần 2 của bộ phim Free Guy, sản xuất từ kịch bản của Matt Lieberman và Zach Penn, với sự tham gia của Ryan Reynolds và Jodie Comer. Free Guy còn được cư dân mạng mệnh danh là Deadpool 3, nên có khá nhiều tình tiết thú vị và cảnh phải sốc trong phim. Nói chung thì đây là một bộ phim rất hay, anh em nên tìm bản gốc để thưởng thức trọn vẹn nhé. Hôm nay đến đây thôi, còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại vào video tiếp theo. Bye bye!